mọi người đã quay lại với series podcast Có Tâm Có Tầm. Mình là Quỳnh cùng những khách mời đặc biệt mang đến những góc nhìn đa dạng về giá trị cốt lõi customer centric. Và hôm nay cũng là tập cuối cùng của podcast này rồi, nên là khách mời của chúng ta không những đặc biệt mà là vô cùng đặc biệt luôn. Trước khi bắt đầu chủ đề của podcast hôm nay thì Quỳnh xin giới thiệu khách mời của chúng ta, đó là chị Nguyễn Thị Điệp. Hello mọi người. Dạ, chị Điệp tham gia vào Digitest từ năm 2017 với vị trí là giám đốc nhân sự. Từ 2020 đến nay thì chị Điệp giữ vai trò là giám đốc vận hành. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Điệp để xem thử là trong vai trò là nhà lãnh đạo thì chị Điệp nghĩ như thế nào là về customer centric, và giá trị này đã đóng góp như thế nào vào việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Em chào chị. Okay. Chị ơi, chị có thể chia sẻ về chân dung khách hàng mà mình đang phục vụ được không ạ? Khách hàng của mình thì đến từ nhiều khu vực. Ừ. Gốc nhất vẫn là ở bên châu Âu. Yeah. Đặc biệt là khối nói tiếng Đức như là Đức, Thụy Sĩ, Áo. Ngoài ra thì mình còn có khách hàng ở châu Mỹ. Rồi từ cái nhóm khách hàng đấy thì bây giờ mình đang mở rộng thêm ra bên châu Á. Thì ví dụ mình có bên Nhật này, Singapore này, Hồng Kông này. Và Thái Lan, một số nước châu Á và Việt Nam thì cũng có rất là nhiều. Dạ, vậy thì chắc chắn là cái cách mà mình phục vụ cho từng cái khu vực khách hàng thì nó sẽ khác nhau đúng không chị? Vậy thì ví dụ đối với thị trường châu Âu thì mình sẽ có những cái tiêu chuẩn nào, hay là khu vực châu Á thì mình sẽ có những cái yêu cầu nào vậy ạ? Thật ra là cái đối tượng khách hàng của mình ấy, thì tương tự giống nhau. Dạ. Có nghĩa là các công ty có yêu cầu khá là cao. Dạ, vâng. Cao thì họ mới tìm đến mình. Dạ, đúng rồi. Là premium service. Dạ. Thì tuy nhiên thì cái cách mà mỗi công ty thì nó sẽ có cái sự khác nhau. Dạ. Ví dụ như khách hàng châu Âu thì họ khá là nghiêm ngặt. Đặc biệt là về những cái gì liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Dạ. Khách hàng châu Mỹ thì họ lại tập trung nhiều hơn về mặt giá cả, thời gian phục vụ. Yeah. Và đặc biệt là cái sự mà sẵn sàng khi mà họ cần, bất kỳ lúc nào là cũng phải trả lời ngay và luôn. Yeah. Còn châu Á thì dù sao đi chăng nữa thì cái phong cách châu Á thì nó cũng khá là gần với người Việt Nam. Yeah, đúng rồi. Sự thân thiện, yeah. Rồi là sự gọi là sao ta, cảm thông hơn với họ, chia sẻ với họ nhiều hơn. Yeah. Như là em làm việc với thì cái việc mà mình connection với khách hàng nó cũng dễ hơn. Rất là dạ đúng rồi. Vậy thì ở cái góc độ là nhà lãnh đạo thì làm cách nào để chị cân bằng giữa cái nhu cầu của khách hàng với những cái hiệu quả về công việc cũng như là quy trình nội bộ của mình với chị? Nó sẽ là một cái câu chuyện rất là dài. Rất là khó để trả lời trong vòng vài phút. Tuy nhiên thì dù sao đi chăng nữa thì tất cả những cái gì chúng ta làm, cái các bạn đang làm hiện tại, thì cuối cùng cũng là phục vụ cho cái mong muốn của khách hàng. Thì cái việc đầu tiên là mình phải biết là khách hàng của mình muốn cái gì. Cái thứ hai là công ty mình có khả năng cung cấp được cái gì. Và mình sẽ tự dựa vào những cái đó để mình gọi là sao ta, đưa được ra những cái quy trình, những cái tiêu chuẩn tốn ít công sức nhất của mình, nhưng mà đồng thời là cũng đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Thì để mà làm được việc đó thì tất cả các bạn giống như em, những cái bạn quản lý khách hàng đó, thực sự là phải gắn kết với khách hàng rất là sâu, hiểu rất là kỹ về cái business của khách hàng. Đồng thời là các bạn sẽ phải là cái người gần như là tiên phong để cùng với khách hàng đưa ra những cái ý tưởng, ý kiến tốt nhất để cải thiện cái quy trình. Em nghĩ đó cũng là những cái mà khách hàng mong muốn mà mình đóng góp cho họ đúng không chị? Vậy thì để cho dễ hiểu hơn, chắc là em xin chị một cái ví dụ đi, là có trường hợp nào mà cái nhu cầu của khách hàng làm ảnh hưởng hoặc là thay đổi tới cái vận hành nội bộ của công ty mình không chị? Thực ra thì cái cách khách hàng yêu cầu nó sẽ không thể đủ để nó làm thay đổi cái vận hành nội bộ của mình. Bởi vì khi mà em đã xây được một cái tầng vận hành nó ổn rồi, nó đúng chuẩn rồi, thì thông thường cái yêu cầu của khách hàng nó chỉ ảnh hưởng đến bề nổi thôi, chứ sẽ không ảnh hưởng đến cái tầng gọi là cái kho của chúng ta. Ví dụ cái kho của mình là chất lượng chẳng hạn, thì rõ ràng khách hàng yêu cầu cái gì đi chăng nữa thì mình cũng phải đảm bảo cái chất lượng. Cho nên là khách hàng họ sẽ không bao giờ yêu cầu ngược lại cái điều đó. Vậy thì bản thân chị định nghĩa thế nào là customer centric ạ? Customer centric thực ra thì mọi người ai cũng nói rằng là khách hàng là trọng tâm, khách hàng là số 1 hay này kia. Nhưng mà quan điểm của chị ấy, customer centric là cái mà mình sẽ phải cung cấp cái dịch vụ mà nó đạt được cái quyền và lợi ích cao nhất cho khách hàng. Có nghĩa là đảm bảo là những gì khách hàng mong muốn thì là mình sẽ hiểu được những cái vấn đề đó, mình cung cấp được những cái dịch vụ theo đúng cái mà họ cần.
Đặc biệt đó là phải xác định là customer là ai, yeah. chứ không phải là tất cả mọi người đều là customer. Nhưng mà nếu như mà cái mà chị yêu cầu hoặc anh yêu cầu nó đi ngược lại thì lúc đấy không còn gọi là customer centric nữa, yeah. mà mình phải nhìn vào cái lợi ích là một cái khối thống nhất để yeah, tổng vâng. thể để mà mình định hướng theo, yeah. chứ không phải rằng là một cá nhân nào cả. Dạ, là mình đang là một tổ chức, một tập thể chứ không đi theo là customer centric là theo một cá nhân đúng, đúng không ạ? Dạ, vậy thì tại là... mọi người rất hay nhầm lẫn khái niệm khách hàng. Dạ. Và thường là mọi người sẽ xác định là người đang làm việc trực tiếp với mình là khách hàng, hàng. Dạ. Nhưng mà thực ra thì chưa hẳn, không dạ. phải là không đúng nhưng mà nó chưa hẳn. Dạ. Thì luôn luôn là mọi người phải nhìn xa hơn thêm một chút nữa. Dạ. Xem là đằng sau cái người đó, cái cá nhân đó thì sẽ là cái tổ chức nào. Và cái người ký hợp đồng với mình là tổ chức chứ không phải là cá nhân. Dạ, đúng. Dạ. Thì với vai trò là nhà lãnh đạo thì chị đã xây dựng văn hóa cũng như là thúc đẩy tư duy giá trị customer centric làm trọng tâm cho nhân viên phòng bình hành như thế nào vậy ạ? Chị làm rất nhiều thứ. Dạ. Vậy cho chị hỏi là em vào đây cũng được hơn một năm rồi. Dạ. Thì trong hơn một năm vừa qua thì em cảm nhận cái giá trị nó được deploy đến team em như thế nào? Dạ. Thì thật ra là em thì em không làm việc trực tiếp với chị. Em thì em sẽ làm việc trực tiếp nhiều với anh Khánh, chị Thùy và trước đó là chị Dung. Thì em thấy là các sếp cũng rất là quan tâm tới cái việc customer centric. Và bản thân em cũng dùng cái giá trị đó để em làm việc hàng ngày. Đối với em là những cái nào mà khách hàng đang hài lòng thì em sẽ có hai khách hàng. Thì đối với em luôn muốn nói với các bạn là cái việc các bạn hỗ trợ khách hàng thì các bạn phải đặt mình vào khách hàng. Khách hàng có đang mong muốn điều gì không? Khách hàng như thế nào là hài lòng? Mình không thể nào ở dung là cái mình đang hỗ trợ làm cho khách hàng happy trong khi cái người ta thực sự mong muốn không phải là như vậy. Thì mình cần phải lắng nghe khách hàng để mình hiểu được là nhu cầu của khách hàng nó như thế nào. Thì từ những cái đó mình sẽ đem đến những cái sự hài lòng cho khách hàng hơn. Thì em nghĩ nó cũng là một cái phần nhỏ để đóng góp vào những cái giá trị cốt lõi của công ty mình. Dạ, thì không biết như vậy có làm chị hài lòng không? Này là mình phỏng vấn chứ, yeah. mình trả lời phỏng vấn podcast, chưa tính đến KPI đúng không? Biết đâu được là chị sẽ đến tốt cho em KPI năm nay. Chị sẽ coi đó là một phần. Cảm ơn chị. Thì chắc là em cũng muốn biết là với cái cách mà mình lấy khách hàng làm trọng tâm thì nó đang ảnh hưởng như thế nào tới mối quan hệ của mình đối với khách hàng vậy chị? Thực ra khách hàng ấy không có coi mình là một vendor yeah. hoặc là một supplier. Dạ. Yeah. Đa phần các khách hàng ở đây coi mình như là partner hoặc là thậm chí là một cái extended dạ. department dạ. của chính công ty của họ. Dạ vâng. Thì cái điều đấy là chị cảm thấy là mình rất là tự hào. Tức là mình không đóng cái vai trò là mình chỉ cung cấp một cái dịch vụ đơn thuần dạ. mà là như những người bạn, những người dạ. đồng nghiệp, những người mà đối tác để mà ngoài cái việc cung cấp dịch vụ ra thì còn tư vấn, dạ. còn hỗ trợ, còn tiếp đón khi họ qua đây. Dạ. Thì chị thấy rằng là tất cả các khách hàng của mình thì một cái điều may mắn là tất cả các khách hàng họ đều vô cùng hài lòng với mình yeah. và họ đều tin tưởng, rất thích yeah. được làm việc với các bạn, đa phần là làm việc với các bạn là chính. Dạ vâng. Thì chị ơi, cái phòng bình hành của mình rất là đông nhân viên đúng không chị? Hiện tại thì đang là hơn 700 nhân viên chưa? Chính xác, hôm nay là hơn 800, 800 hơn 800, dạ, yeah, hơn 800 bạn rồi. Vậy thì phong cách lãnh đạo của chị trong phòng operation là gì vậy chị? Em có sợ chị không? Dạ, yeah, em thì em không sợ tại vì em cũng không gặp chị nhiều lắm. Thật ra thì em nghĩ là khi mà em gặp chị ở ngoài thì chị sẽ hơi nghiêm túc một chút xíu. Thì thật ra các bạn sẽ sợ thì em nghĩ là không phải sợ, nhưng mà các bạn cũng e ngại cái việc tiếp xúc với chị, trò chuyện với chị. Thì không biết đó có phải là phong cách lãnh đạo của chị không? Thực ra phong cách lãnh đạo của chị thì thật ra nó đơn giản thôi. Chủ yếu yeah. là mình làm ra làm, chơi ra chơi. Yeah. Cho nên là ví dụ như là khi trong công việc thì mọi người lúc nào cũng thấy chị là rất là nghiêm, mặt ngầu lòi. Thì thực ra là trong cái lúc đấy là chị đang rất là focus. Yeah. Chị không để ý xung quanh thì yeah. mọi người cảm thấy rằng là sao nghiêm thế, sao khó thế. Yeah, thì khi đi làm thì đó là cái mà thói quen, yeah. chứ không có quen là đi vòng vòng chào chào cười cười này yeah, nọ vâng. Nhưng mà ngoài ra thì đi chơi thì cũng không đến nỗi đâu, hết mình. Dạ vâng. Vậy thì cho em hỏi một câu cuối ạ. Thì không biết là quãng đường mà từ lúc chị tham gia vào đại gia đình Digitex cho tới bây giờ thì điều mà chị cảm thấy tự hào nhất về bản thân là gì vậy chị? Có rất là nhiều điều, đặc biệt đó, thì chị nghĩ rằng là chị đã build được một cái phòng operation nó thật sự là vững mạnh. Yeah. Tất cả mọi người trong phòng operation đều làm việc một cách hết mình. Và mỗi cá nhân trong phòng
đặc biệt là các bạn dưới like của chị thì có những cái sự phát triển rất là vượt bậc về cái kỹ năng cũng như là về sự nghiệp cá nhân. Thì đó là những cái mà chị nghĩ rằng là nó cũng là những cái điểm sáng. Chị truyền lửa rất là tốt đúng không ạ? em cảm ơn những cái chia sẻ mang tính giá trị của chị Điệp. Thì một phần cuối của podcast mà không thể thiếu thì chắc là mình sẽ có một cái mini game nho nhỏ nha chị. Câu nói mà bạn thích nghe nhất từ khách hàng của mình. Ồ, câu này là câu này khách hay nói gì ta? Thường thì khách hay nói cảm ơn. Đặc biệt là những cái lúc mà vào những cái thời điểm mà khó khăn nhất mà mình xử lý xong rồi thì khách sẽ rất là em thấy mọi người đang collect positive feedback. Thank you for the great work, thank you for the great delivery, là thank you for the contribution. Thì chị nghĩ rằng là chị thích nghe nhất là khi nào khách hàng nói cảm ơn. Đặc biệt là sau mỗi cái sự cố sự kiện gì đấy, là bởi vì sau cái từ cảm ơn đấy nó sẽ là một cái story, một cái câu chuyện tại sao khách hàng cảm ơn. Và em cũng rất cảm ơn chị Điệp đã có mặt hôm nay để chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích cho các bạn, để đâu đó các bạn hiểu hơn về giá trị cốt lõi của Customer Centric. Thật ra là tập này cũng là tập cuối rồi, và em nghĩ là những cái chia sẻ của chị Điệp hôm nay rất là sâu sắc, và em cảm ơn chị Điệp một lần nữa. Thì cũng chào tạm biệt mọi người và bye bye.